Chính quyền Dubai khuyến khích người dân nước này giảm cân bằng cách thưởng vàng. Cứ mỗi khi giảm được 1 ký thì người dân sẽ nhận được 1 gram vàng. Tính ra cho đến thời điểm hiện tại thì 1 gram vàng là khoảng 42 đô la Mỹ. Your Weight in Gold là tên chương trình toàn quốc giảm cân mà chính phủ Dubai vừa phát động nhằm giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng bệnh béo phì ngày càng lan rộng khi người dân nước này bắt đầu có chiều hướng chuộng thức ăn nhanh hoặc là các loại thực phẩm giàu chất béo, bột và đường. Theo đó, cứ giảm 1 ký thì người dân sẽ được hưởng 1 gram vàng tương đương với 42 đô la. Ba người giảm cân nhiều nhất sẽ thắng được số tiền là 20.000 dirham, khoảng 5.400 đô la. Chương trình sẽ kéo dài hết tháng Ramadan, tháng lễ quan trọng nhất trong năm của người Hồi giáo. Chúng tôi muốn tiến hành chương trình giảm cân thưởng vàng trong tháng Ramadan để khuyến khích mọi người tập luyện và giữ gìn sức khỏe. Những ai đăng ký tham gia chương trình Your Weight in Gold phải giảm ít nhất là 2 ký thì mới nhận được thưởng. Ăn uống ở Dubai đang khiến tôi tăng cân, vì vậy mà tôi tới đây. Số tiền thưởng không hấp dẫn tôi cho lắm. Chủ yếu là tham gia thì có động lực giảm cân chung với mọi người. Kiểu thi giảm cân thưởng vàng này khá hay đấy chứ. Nó sẽ khuyến khích mọi người quan tâm đến chuyện ăn uống hơn, giảm thiểu các món fast food béo ngậy kia. Trước khi tham gia, mọi người sẽ được kiểm tra sức khỏe theo chuyên gia dinh dưỡng Mohammed Hashim. Hầu hết đều tỏ ra bất ngờ khi đọc kết quả. Hầu hết mọi người đều nghĩ là mình khỏe mạnh hoặc là cho rằng mình nặng cân là do cơ hoặc là xương to. Nhưng sự thật là họ cảm thấy cơ thể mình xấu đi do dung nạp quá nhiều thức ăn không tốt cho sức khỏe. Đời sống thoải mái khiến cho người dân Dubai luôn rộng rãi với chuyện ăn uống. Họ lại chuộng kiểu fast food du nhập từ Mỹ, khiến càng ngày càng có nhiều người béo phì, đặc biệt là trẻ em. Chương trình Your Weight in Gold sẽ kéo dài từ ngày 19 tháng 7 cho đến ngày 16 tháng 8.